đây là chợ Phú Quế nha. Lần đầu tiên là lâu quá mới ghé đây. Giờ đây mới 7:30 à. Ngày 5 tháng 1. Quay qua cảnh chung quanh. Mì thịt này nhiêu ổ vậy chị? 10.000 à? Ôi, rẻ vậy? 10.000 đâu à? Chợ nha. Ôi, cái này ha, cơm ha. Tham quan chợ Phú Quế coi. Chợ cá nè, phía bờ sông nè. Đường cá lóc. À, ớt hả chưa? Cá chạch. Cá chạch quế gì đó. À, bây giờ lươn rồi. Lươn cỡ này thấy ngon đó. Cá chê này, cá chê lai hả? Cá lai đuổi chà lá hả? Hả? Wow, cái gì? Cái tư tưởng này cũng bự hết hết nè. Ngon đó. Đây là sông Phú Quế là chạy dọc rồi nè. Chạy đây nó chạy dọc lên trên lộ á. Đó. Đây có đường đi dọc theo nè. Đây cái đình. Ở đằng kia hồi đó cái đình đó. Lâu quá mình mới trở lại đây. Chợ phía dưới. Đó, quan cảnh chung quanh chợ là buổi nay sáng nha. Đây, ba thầy hiện đứng ở trong chợ nhà là người của Phú Quế đây. Đó, về đây tham quan chơi cho nó vui. Thấy không? Cá nuôi thì đa số mình chẳng biết cá nuôi thiệt. Thì họ cái đình ghế bên đi đợi đình quay coi. Chị ta hả? Đây đình Phú Quế. Sử dụng lưới này 15 cửa ngục gì nè. Thật ra đây vẫn còn bỏ rác, xả rác. Đây cái đường này đi thẳng ra ngoài lộ cầu được á, cầu Phú Quế được không? Đó. Thì dọc theo nè. Ở đây họ bán gì ta? Quế phía sau đình. Mình cũng đi phía sông kia. Wow, phía sau này cái bà bán rau, cây nhà lá dừa. Ôi, bán bún điển. Thứ này ngon lắm mà. Vậy hả?
Ôi, nhìn thấy có lẽ đồng thiệt. Chi vàng nè hả? Chi vàng đồng hả? Chi phim coi chơi, tại nhà tôi cũng trồng bầu dữ lắm. Bữa bên ở nước ngoài mà bầu tôi cũng cháy dữ lắm. Rồng ăn ngon lắm. Ở Úc, ở Úc. Dạ. Thiếu gì? Úc mình tưởng về nước. À. Đủ thứ. Sáng đi vào chợ chơi đúng là tào lao. Bây giờ chợ vừa chơi. Ăn thịt nha. Nó cũng sơm dữ lắm chứ. Bên đây. Ăn thịt luôn. Sắp Tết rồi, bánh tét. Tét có ngon quá, khéo quá hả? Thấy khéo quá hả? Bắp thấy hột sướng hả? Thấy hột chắc dữ kìa. Bắp này ấp nếp hả? Mỹ hả? Ôi Mỹ ăn ngọt ngay rồi, mà nó đâu có đâu dẻo đâu. Vô ở đây. Chỉ có 5.000 thôi, chỉ có 5.000. Đây Thái Lan. Đi Vĩnh Long. Chơi. Bánh mì đóng giòn đây. Nhiêu ổ vậy? 3.000 ổ, 3.000 ổ đóng giòn, rẻ ha. Nhưng ăn không có nổi nữa. Đủ với là Vĩnh Long. Thôi được rồi. Thôi. Ơi, bye bye chợ Phú Quốc nha. Bye bye. Bye. Vô luôn ha. Quay qua hai mặt của nó đó. Hả? Nè, thứ nhật nè, gần Tết rồi, mới đông rồi, quê không rồi, hả? Tôi rất là nhiều quê mà nghe dịp Tết. Quê không?